Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 13, làm quen với yếu tố thống kê, xác suất. Chắc chắn, có thể, không thể. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 106. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá kiến thức của bài. Các em hãy quan sát bức tranh. Đây là bức tranh có hình ảnh ba bạn, bạn Mai, bạn Việt và bạn Nam. Mỗi bạn Mai, Việt và Nam lấy một quả bóng trong hộp như hình dưới đây. Các bạn hãy quan sát, trong mỗi hộp có một số quả bóng. Bây giờ chúng mình sẽ quan sát, ở hộp của bạn Mai thì tất cả các quả bóng đều có màu xanh. Vậy, bạn Mai chắc chắn lấy được bóng màu xanh, vì trong hộp của bạn Mai không có bóng màu khác, thì bạn Mai sẽ lấy được một quả bóng màu xanh. Còn ở hình thứ hai là của bạn Việt. Bạn Việt thì trong hộp của bạn Việt có quả bóng màu xanh hoặc màu đỏ. Ở mặt trên thì các bạn không nhìn thấy màu sắc mà chỉ sờ bằng tay thôi. Vậy thì trong hình thứ hai này, chúng ta có thể nói bạn Việt có thể lấy được bóng xanh. Vì sao? Vì trong hộp có cả bóng xanh và bóng đỏ thì cũng có thể là bạn Việt sẽ lấy được vào quả bóng xanh đấy. Vậy chúng ta sẽ dừng từ có thể. Việt có thể lấy được bóng xanh. Ở hình thứ ba là của bạn Nam. Trong hộp của bạn Nam có bóng đỏ và bóng vàng. Bây giờ bạn Việt sẽ dùng tay để lấy một quả bóng. Vậy thì chúng ta sẽ nói Nam không thể lấy được bóng xanh. Là một điều khẳng định không thể. Vì sao? Vì trong hộp của bạn Nam không có quả bóng màu xanh nào cả, thì bạn Nam sẽ không thể lấy được quả bóng xanh. Như vậy, qua ba hình ảnh của ba bạn Mai, Việt và Nam, thì chúng ta có thể khẳng định được Mai chắc chắn lấy được bóng xanh, Việt có thể lấy được bóng xanh, Nam không thể lấy được bóng xanh. Như vậy, qua phần khám phá kiến thức, các em đã biết sử dụng từ ngữ chắc chắn, có thể và không thể. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà các em vừa học được để chúng ta làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp. Các em hãy quan sát các bức tranh. Bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai và bức tranh thứ ba đều là hình ảnh một bạn đang sút bóng vào khung thành. Còn ở khung thành có bạn robot đang bắt bóng. Ở đây chúng mình quan sát hình ảnh bạn Nam, bạn Mai và bạn Việt đang sút bóng. Thì chúng ta thấy ở phía dưới có phần bỏ trống dấu hỏi chấm. Chỗ hỏi chấm này chính là các em sẽ phải lựa chọn từ chắc chắn, từ có thể hoặc từ không thể để chúng ta điền vào ô trống sao cho phù hợp. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn từ ngữ thích hợp nhé. Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất. Đây là hình ảnh bạn Việt đang đá bóng vào khung thành nhưng quả bóng của bạn đã bị đi ra khỏi khung thành. Vậy với hình ảnh này, chúng ta có thể lựa chọn từ không thể để thay cho ô vuông. Vậy chúng ta sẽ có đáp án là bóng không thể vào khung thành. Đây là một từ khẳng định không thể xảy ra. Ở bức tranh thứ hai là hình ảnh bạn Mai đang đá bóng vào khung thành và quả bóng đã đi vào chính giữa khung thành. Còn hình ảnh bạn robot thì đang bắt bóng bị sai hướng. Bạn đã nghiêng người về bên phải của bạn. Quả bóng thì đi thẳng vào phía khung thành. Do đó bạn robot đã định hướng sai hướng đi của bóng. Và với tình huống như thế này thì chúng ta có thể sử dụng từ chắc chắn là bóng sẽ vào khung thành.
chúng ta quan sát bóng chắc chắn vào khung thành. Chúng ta quan sát hình ảnh bát mái đá nhé. Chắc chắn quả bóng sẽ đi vào khung thành các bạn nhé. Còn ở hình ảnh thứ ba thì chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh bạn nam đang đá bóng. Và chúng ta thấy là quả bóng đã đi vào gần đến khung thành. Nhưng ở đây hình ảnh bạn robot đang giơ tay để bắt bóng và cũng đi đúng hướng. Nhưng ở đây quả bóng có thể chạm vào tay bạn robot và cũng có thể là không chạm vào tay bạn robot. Nếu có thể chạm vào tay bạn robot thì quả bóng sẽ không thể vào được khung thành. Nhưng nếu bạn robot không chạm tay được vào bóng thì quả bóng sẽ đi vào khung thành. Vậy chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ có thể để sử dụng cho bức tranh này. Chúng ta trả lời như sau. Bóng có thể vào khung thành. Như vậy, chúng ta có thể dùng từ có thể cho bức tranh thứ ba. Qua bài tập số 1 đã giúp chúng mình biết cách sử dụng từ ngữ chắc chắn, có thể hoặc không thể để dùng cho các bức tranh. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Chọn câu trả lời đúng. Mai gieo một xúc xắc 6 mặt như sau. Các em hãy quan sát, đây là các mặt trên của xúc xắc. 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Vậy, bài yêu cầu như sau. Khả năng số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc là A. 4 chấm, B. Ít hơn 7 chấm, C. Nhiều hơn 7 chấm. Và trong mỗi một ý đều có 3 ý lựa chọn. A. Chắc chắn, B. Có thể, C. Không thể. Vậy các em hãy suy nghĩ xem trong mỗi ý A, B, C, chúng mình sẽ lựa chọn đáp án nào để chúng ta khoanh. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Chúng ta có thể nêu kết quả như sau. Khả năng số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc là A, 4 chấm. Thì ở phần đây là 4 chấm. Thì chúng ta sẽ lựa chọn từ có thể để chúng ta lựa chọn khoanh cho với từ 4 chấm. Vì sao? Vì trong các chấm 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm thì khi bạn Mai gieo hoặc xúc xắc cũng có thể sẽ có lần xuất hiện 4 chấm. Còn ý B là ít hơn 7 chấm. Ít hơn 7 chấm có nghĩa là 6 chấm, 5 chấm, 4 chấm, 3 chấm, 2 chấm và 1 chấm. Thì chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ nào? Chắc chắn, có thể hay là không thể? Vậy chúng ta sẽ lựa chọn từ đó, đây đó là từ chắc chắn sẽ có một xúc xắc ít hơn 7 chấm. Vì ở đây chỉ có từ 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Thì lần gieo nào dù là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm hay 6 chấm thì cũng đều là ít hơn 7 chấm. Do đó chúng ta sẽ lựa chọn từ chắc chắn. Ý C, nhiều hơn 7 chấm. Vậy chúng ta hãy quan sát. Ở đây chỉ có 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Thì khi bạn Mai gieo xúc xắc sẽ không bao giờ xảy ra chuyện là xúc xắc đó sẽ xuất hiện là nhiều hơn 7 chấm cả. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn từ là không thể. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập này cũng giúp chúng mình củng cố cách sử dụng từ ngữ chắc chắn, có thể hoặc không thể. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp. Robot có 5 quả táo. Robot tặng táo cho cả 4 bạn. Vậy chúng mình sẽ quan sát xem yêu cầu như thế nào nhé. Lưu ý là bạn robot tặng cho cả 4 bạn. Trước tiên, chúng mình quan sát mẫu. Câu mẫu là bạn nào cũng nhận được táo. Và từ ngữ này là chúng ta sẽ lựa chọn là từ chắc chắn. Vì sao? Vì bạn robot có tất cả là 5 quả táo. Bạn tặng cho cả 4 bạn và mỗi một lần sẽ đưa cho một bạn một quả táo thì chắc chắn bạn nào cũng sẽ nhận được một quả táo. Chúng ta sẽ nối với từ chắc chắn. Còn lại 3 ý còn lại các em sẽ lựa chọn từ ngữ
để chúng ta nối cho phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ý thứ hai, trong giỏ còn lại 2 quả táo. Khi bạn robot có 5 quả táo mà chia cho mỗi bạn 1 quả rồi thì trong giỏ của bạn chỉ còn lại 1 quả táo thôi. Nhưng ở đây lại nói trong giỏ còn lại 2 quả táo là một điều không thể xảy ra. Chúng ta sẽ lựa chọn từ không thể. Không thể nào còn 2 quả táo trong giỏ được. Còn ý thứ ba, trong giỏ còn lại 1 quả táo thì đây chúng ta sẽ sử dụng từ có thể. Câu cuối cùng, My nhận được 4 quả táo. Đây là một điều không thể xảy ra. Vì ở đây mỗi bạn đã được tặng 1 quả táo rồi, chỉ còn dư lại 1 quả thì bạn My sẽ không thể nào nhận được cả 4 quả táo cả. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập 3 cũng giúp chúng mình củng cố về cách sử dụng từ ngữ chắc chắn, có thể hoặc không thể. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.